Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiếu cùng rap Việt. Tên thật của em là Hoàng, nhưng mà tên can là một tên kiểu là trong xóm mấy anh em chơi nhau thì gọi nhau bằng cái tên biệt danh á. Nếu mà có nhiều cách hiểu, người ta cứ tưởng em hai can là uống nhiều rượu, nhưng mà thực sự thì em cũng không có uống gì nhiều hết. Mà can thì là tên của em thôi chứ không phải là hai can rượu. Cái set đồ này thì là bên stylist anh ấy làm. Còn cái này là cái tóc này thì là cái hôm mà em đi casting là em cũng thắt lên, xong rồi kiểu là bây giờ phải giữ lại. Nhưng mà kiểu là lúc mà chị làm là trẻ ra hai bên này thì em thấy nhiều bạn trẻ quá, thì em muốn kiểu là mình tạo, mình làm cái khác, mình bẻ cho nó qua vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Không, bao rớt luôn, cái này ghim luôn này, bây giờ nhảy tới sáng luôn còn chưa rớt. Nó có răng ạ, nó có răng, nó dính, khó rớt lắm ạ. Chào rap Việt, mình tên là Trần Viết Hoàng, rap name của mình là Chu Ken, mình đến từ Long Thành, Đồng Nai. Chia sẻ một chút về quyết định tham gia rap Việt, tại vì em mê rap nên là đây là một sân chơi có nhiều anh em rất là giỏi, nên là em muốn được cũng có cơ hội để được tham gia để gặp mọi người và chơi rap ạ. Việc anh hát thì cứ hát, còn đàn đánh làm sao thì kệ đàn, người ta bảo luật vua thua lệ làng, anh chỉ thua khi nhìn giọt lệ nàng, em ơi đừng khóc. Bài của em là bài khúc nhạc vui, thì em muốn gửi tới mọi người một thông điệp là hãy luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời dù có chuyện gì xảy ra. Trước đấy cũng có tham gia vài cuộc thi thì nó cũng có thêm một ít kinh nghiệm, khi mà kiểu là cũng có giao lưu với mọi người mấy lần trước nên cũng có phần an tâm, tự tin hơn xíu ạ. Cái gì cũng được ạ, cái gì cũng được ạ. Thì bây giờ mình cứ thi thôi chứ ai biết gì đâu, Tên thật của em là Hoàng, nhưng mà tên can là một tên kiểu là trong xóm mấy anh em chơi nhau thì gọi nhau bằng cái tên biệt danh á. Nếu mà có nhiều cách hiểu, người ta cứ tưởng em hai can là uống nhiều rượu, nhưng mà thực sự thì em cũng không có uống gì nhiều hết. Mà can thì là tên của em thôi chứ không phải là hai can rượu. Thích thì ai em cũng thích hết. Nếu mà em tùy duyên thôi, nếu mà được ai chọn thì em về thôi, thì em cũng không biết. Nếu em được lựa chọn thì em muốn được chọn về đội của anh Ramastic. Lý do tại vì em cũng có nghe nhạc của anh nhiều, thì nói chung là cảm giác mình có nhiều cái nó giống mình, thì kiểu em nghĩ là mình sẽ, nếu mà được về đội của anh thì sẽ kiểu là sẽ có dễ nói chuyện à, kiểu em nghĩ vậy. Dạ là vậy, là thì cái set đồ này thì là bên stylist anh ấy làm. Còn cái này là cái tóc này thì là cái hôm mà em đi casting là em cũng thắt lên, xong rồi kiểu là bây giờ phải giữ lại. Nhưng mà kiểu là lúc mà chị làm là trẻ ra hai bên này thì em thấy nhiều bạn trẻ quá, thì em muốn kiểu là mình tạo, mình làm cái khác, mình bẻ cho nó qua vậy thôi chứ cũng không có gì hết. Không, bao rớt luôn, cái này ghim luôn này, bây giờ nhảy tới sáng luôn còn chưa rớt. Nó có răng ạ, nó có răng, nó dính, khó rớt lắm ạ. Mong là các bạn sẽ ủng hộ nhiệt tình hết mình và rủ xóm láng, rủ tất cả anh em vào ủng hộ cho Rap Việt mùa 2, bởi vì mọi người đã bỏ rất nhiều tâm huyết và thời gian, giúp tất cả mọi thứ để tạo ra một chương trình như vậy rất là ý nghĩa, để mong tất cả mọi người hãy đón nhận nó và lan tỏa nó ra. Việc anh hát thì cứ hát chứ, còn đàn đánh làm sao thì kệ đàn. Người ta bảo luật vua thua lệ làng, anh chỉ thua khi nhìn giọt lệ nàng. Em ơi đừng khóc, em ơi, baby don't cry, em đang hôn ai, hôn nhau mê ly.